cao chào Ark Wano Quốc và những điều đáng chờ đợi nhất. Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với hồ sơ One Piece. Chapter 1025 mới nhất đã kết thúc với lần đầu tiên đứng chung truyền tuyến của ba nhân vật Luffy, Momonosuke và Yamato. Luffy vừa từ cõi chết trở về, Momonosuke được buff khá bẩn, còn Yamato đã thể hiện quá tuyệt vời khi cầm chân Kaido liên tục nhiều chapter. Giờ họ sẽ cùng nhau bước vào trận đấu cuối cùng, quyết định vận mệnh của cả Wano Quốc với tứ hoàng Kaido Bách Thú. Có thể nói, hồi cao trào sẽ chính thức bắt đầu từ chapter 1026 tới đây, cũng hứa hẹn sẽ mang tới cho độc giả rất nhiều điều thú vị, hấp dẫn. Mặc dù Oda đã cung cấp cho độc giả đáp án của nhiều câu hỏi như chủng tộc của kinh của Kaido hay nhóm nghiên cứu ngoài vòng pháp luật mà Queen từng là một phần trong đó, nhưng Wano Quốc vẫn đầy dẫy những bí ẩn. Ví dụ như lý do Kaido quyết chuyển tới Wano Quốc hay công nghệ về đá biển ponalif hay một liên hệ với vương quốc cổ đại chúng ta sẽ quay trở lại một vấn đề đã được nêu ra từ khá lâu cũng như những bí mật liên quan tới đất nước Wano mà Oda cài cắm vào trong phần đầu của arc cùng với một vài điểm đáng chú ý trong 2 đến 3 chắc tới trước khi hồi cao trào nhất bắt đầu. Cụ thể ra sao thì xin mời anh em theo dõi hết video và cùng tới với những điều đáng chờ đợi nhất trong phần kế tiếp của arc Wano. Một bí mật về arc Wano Ở phần 1, mình sẽ bật mí với anh em vài chi tiết thú vị đã biết cũng có mà mới toanh cũng có Hãy cùng xem Oda đã thể hiện khả năng sáng tạo bá đạo của mình như thế nào nhé. Đây là tấm bản đồ Wano Quốc và một số thành soi bên nước ngoài đã phát hiện ra nó giống hình chụp cắt lớp bộ não của con người, không chỉ có thế thôi đâu, ngay đến tên gọi các vùng đất tại Wano cũng tương ứng với vai trò của các bộ phận trong não bộ của chúng ta. Đầu tiên, hãy đến với Onigashima. Theo sơ đồ não người, Onigashima ứng với phần reptilian brain, tức là não bò sát, trong One Piece băng bách thú chiếm đóng nơi này và với phần lớn lực lượng nòng cốt sở hữu trái ác quỷ Doan, các Okanban, Tobiroppo cho tới lũ Gifter đều rất thú tính, thì có thể thấy Onigashima chính là phần não bò sát trong bộ não của con người. Tiếp theo, khu vực kinh đô Hana ứng với phần Limbic Brain là nơi kiểm soát mọi cảm xúc. Kozuki Oden sinh ra và chết đi ở Hoa Đô, tương tự như vua hải tặc bị đưa về quê nhà xử tử. Điểm chung của cả hai thời trẻ là bốc đồng, hành động rất bản năng và thiên về cảm xúc nhiều hơn. Có thể nói, Oden chính là hiện thân cho cảm xúc và tinh thần của người dân Wano, giống như Limbic Brain phụ trách cho mọi cảm xúc của con người. Và khác với xứ Ringo, quanh năm tuyết phủ, toàn bộ đã gần như không còn bóng người. Sứ Kuri hầu hết bị tước đoạt cảm xúc vì thứ trái smile lỗi. Còn ở U Đông thì tù nhân không dám bộc lộ cảm xúc vì sợ bị đám cai ngục trừng phạt. Chỉ có hoa đô là khác biệt, người dân được sung túc và cảm xúc đầy đủ nhất. Thật sự, Oda chơi chiêu vô cùng thâm nho nhọ tàu khu vực nhà ngục U Đông thì ứng với vùng ký ức của não bộ, còn có tên là Temporal Lobe. Trong One Piece thì những người ở đây đều là cư dân của Wano xưa, nhưng do chống đối Shogun Orochi nên đã bị bắt giữ rồi nhốt vào ngục tù. Đặc biệt, nơi này giam cầm cụ Hyogoro, ông trùng Yakuza lừng lẫy một thời, cũng như hàng ngàn samurai chân chính. Có điều, tất cả chỉ còn là quá khứ. Hyogoro Hoa tiêu tụy tới nỗi chẳng ai còn nhận ra ông, kể cả những tù nhân khác. Nhà tù này giam những con người vĩ đại của quá khứ 20 năm trước, nay chỉ còn trong ký ức. Kaido và Orochi đã đẩy Wano đến tình cảnh bi thảm, chúng giết chết Oden, gây ô nhiễm các con sông, thay thế nông trại bằng những công xưởng chế tạo vũ khí và để người dân đói khổ tới mức phải ăn trái smile. Dù biết nó khiến họ mất hết cảm xúc thì thà vẫn ăn còn hơn chết đói. Một chế độ cai trị hà khắc đã được áp đặt lên đất nước này. Wano hiện nay như một bộ não già cỗi của một người già sắp chết. Liên hệ với thực tế, cách giàn dựng này của Oda cũng gợi cho ta nhiều vấn đề khác nhau rằng con người nếu không có cảm xúc thì chỉ như một vật vô tri vô giác. Wano nếu không có tình người thì cũng chẳng khác gì một vùng đất hoang tàn. Trong những diễn biến mới nhất, Kaido đã nhắc bổng Onigashima và định dùng nó hủy diệt Hoa Đô, nơi duy nhất người dân có đầy đủ cảm xúc, ứng với phần não bộ kiểm soát cảm xúc của con người. Đây quả là một hình ảnh hoán dụ tuyệt vời, ám chỉ Kaido là kẻ đang đánh mất nhân tính của mình và làm ra những điều ác độc với vương quốc Wano bằng cách xóa bỏ nốt chút cảm xúc cuối cùng của não bộ con người. Oda đúng không phải là người thường mà chúng ta vẫn quen gọi là thánh. Không chỉ biết ôm cua bẻ lái tài tình mà còn cực kỳ thâm sâu khó đoán, phải không anh em? Và khi vùng cảm xúc nhân tính sắp sửa bị xóa bỏ, cũng là lúc mà hồi ba của Akagano chuẩn bị kết thúc. Như mình đã nói nhiều lần, thì bố cục của Akagano có rất nhiều yếu tố truyền thống của Nhật Bản, từ tấm màn sân khấu mở ra rồi đóng lại khi bắt đầu hoặc kết thúc mỗi hồi của Ak hồi 1 bắt đầu ở chat 909 và kết thúc ở chat 924. Sau tổng cộng 15 chapter giới thiệu sơ bộ về đất nước Wano, bối cảnh hiện tại cũng như các nhân vật chính như Kaido, Orochi, băng ngũ dơm và các samurai cửu hồng bao. Hồi 2 kéo dài từ chat 925 đến chat 955. Sau 30 chapter với một số trận chiến nhỏ lẻ, có thêm một vài nhân vật mới xuất hiện. Hồi 3 bắt đầu từ chat 958 cho tới nay, kịch tính được đẩy lên cao hơn, trận chiến chính thức nổ ra nhưng kết thúc của nó cũng khá trong vánh. Với phần thắng nghiêng về phe phản diện, Tính ra đã 67 chương truyện trôi qua, vậy thì cũng có khả năng hồi 3 sẽ có tổng cộng 70 chapter, tức là bắt đầu từ chapter 1025 tới chapter 1028. Chúng ta sẽ đếm ngược để kết thúc hồi 3 này. Đảo quỷ còn cách hoa đô không đầy 15 phút sẽ không còn quá 3 chap để nó xuất hiện trên bầu trời kinh thành Hana. Trong thời gian đó thì trên đảo Oni, Kaido sẽ tiếp tục chiến đấu với Luffy, Yamato, đồng thời cố gắng giết chết Momonosuke. Trong khi Big Mom vẫn xử lý Kid và Lo, còn hai Okanban mạnh nhất phải làm mọi cách nhằm giành lại quyền kiểm soát sảnh ca nha. Hồi 3 sẽ kết thúc sớm để mở ra cao trào, trận chiến lớn nhất sẽ nổ ra trên mặt đất tại kinh thành. Vì như theo bố cục đã nêu thì arc này được xây dựng rất giống với một vở kịch Kabuki, loại hình sân khấu truyền thống nổi tiếng của Nhật Bản. Hồi 3 chủ yếu là bi kịch trước khi đẩy kịch tính lên cao trào trong hồi 4. Hồi năm là phần kết thúc sẽ diễn ra rất nhanh. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem 4 chapter tới Oda sẽ mang tới những gì. Sau đây là một vài nhận định của cá nhân mình. 2. Kết thúc của hồi 3 arc Wano Đầu tiên là thông qua nội dung của chap 1015, có thể dự đoán rằng vai trò của Momonosuke trong màn kịch này sắp được hé lộ. Ngoài ra, còn là những ghi chép trong cuốn nhật ký của Uden, cũng như khả năng nghe và giao tiếp với Luffy trong vô thức có lẽ là một thứ sức mạnh kỳ lạ nào đó. Thứ hai, năng lực của Momonosuke đang bắt đầu được hoàn thiện nhờ việc biến thành người lớn. Momonosuke đang vô cùng tự tin khi đối diện với Kaido. Yamato nhiều lần nói cậu ta sẽ là người dẫn dắt thế giới tới với bình minh. Cậu cần phải sống, thậm chí là không được phép chết. Chắc chắn sau khi trở về từ Lapten, 10, Oden đã biết được bí mật gì đó nên ông ghi lại trong cuốn nhật ký, mong rằng sau này Momonosuke có thể kế thừa. Chi tiết này cực giống ác Marineford khi dâu trắng bỗng dưng khụy xuống và ho ra máu, để rồi bị Akainu cho một cú cực thấm. Các chỉ huy như Marco, Yozu cũng vì thế mà lần lượt bị hạ Lúc này Ace cũng sắp bị xử tử, dâu trắng không thể làm gì nổi thì bất ngờ Luffy bộc phát Haki Bá Vương trở thành tâm điểm ở Marineford cứu được anh trai mình với sự giúp đỡ của băng dâu trắng. Tới Ark Guano, Luffy đang đóng vai dâu trắng, sắp tới sẽ đến lượt Hường Long Momonosuke vào vai Luffy bộc phát sức mạnh tiềm ẩn như Luffy từng làm. Tại Marineford, Luffy đã dùng Haki Bá Vương để cứu anh trai. Giờ Momo còn có gánh nặng lớn hơn là giải cứu kinh thành Hana, giúp người dân tránh khỏi thảm họa thay vì gáy bẩn, giang hồ mõm như Luffy, nó phải chứng tỏ bản lĩnh của một samurai là người kế thừa ngôi vị Shogun của Wano Quốc. Tiếp đến là sự thăng tiến về sức mạnh của Chopper. Phải chăng Oda quá ưu ái Nami, giờ có thêm Just nên Nami đã ao trình so với bộ ba yếu đuối. Chopper thì vẫn quá lệ thuộc thuốc biến hình. Nó chẳng những không làm Queen bị thương mà còn khiến chủ tịch teo nhỏ tới giờ vẫn chưa thể trở lại nguyên dạng. Về lâu về dài, những thứ hại cơ thể này không phải một ý hay. Hơn nữa, cái gì tới từ nội tại của bản thân mới có giá trị bền vững. Chopper lại phát triển theo hướng dùng chất kích thích, quả thực là không hợp lý cho lắm. Khác với công nghệ của Queen và Frankie, sức mạnh của Chopper hoàn toàn là vay mượn, có thời gian sử dụng bị giới hạn, còn bản thân phải trả giá. Arc này, Chopper chưa hạ được kẻ nào, chủ tịch cũng không cho thấy tiến bộ về sức mạnh. Sự tiến bộ rõ nhất vẫn chỉ là y thuật. Rumblebone cải tiến vẫn cần Caesar Clown nhúng tay vào, thì Oda cần búp thêm cho chủ tịch. Với người ăn trái doan, thiên về cận chiến như Chopper, thiết nghĩ Haki vũ trang là vô cùng quan trọng. Tương tự chủ tịch thì thành Usopp cũng toàn ăn hành và bốc phát là chính, chưa đánh được trận nào ra hồn. Suốt từ đầu game, Usopp và Nami dành phần lớn thời gian chạy quanh lâu đài, nhưng ít ra chị đại còn có được Zeus xử lý được Uti, hy vọng Oda cho Usopp thể hiện nhiều hơn. Kế tiếp là Jinbe, ông vẫn tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại của băng mũ rơm. Dĩ nhiên, trừ Luffy và Zoro ông phải một mình chống lại cả quân đoàn của Who's Who, -Hu, rồi solo với hắn trong cả dạng doan lẫn dạng người mà vẫn hạ gục hắn dễ dàng. Nhưng chắc chắn để Jinbe khỏe mạnh thì Oda sẽ sắp xếp cho ông nhiệm vụ khác. Sát kèo solo với đối thủ yếu hơn về mọi mặt, với người đánh hòa đội trưởng đội hai băng dâu Trắng, Bết ra phải solo với Jack hoặc Queen, nhưng Jack cũng yếu hơn Jinbe, Queen lại dành cho Sanji. Thế thì đối thủ thực sự của Jinbe sẽ chỉ tiết lộ ở hồi 4 mà thôi. Kể cả Brook cũng vậy, ông chủ động nhường Black Maria cho Robin, rồi hạ bọn Gifter và à Number trong một chiêu thì Oda đã chuẩn bị sẵn cho Brook một đối thủ khác rồi. Tiếp theo là băng Big Mom không thể nào có chuyện chúng tới đây mà không có đóng góp gì nhưng một tên perospero thì còn xử lý được chứ ba okanban còn thêm một tư lệnh ngọt rồi cả perospero lẫn dai cư cư thì quả thật rất khó chống đỡ chưa kể băng bích mâm còn khá đông mà mình không kể tên hết được chúng lại phối hợp với nhau vô cùng ăn ý khác xa bằng bách thú để băng bích mâm tới sớm thì phe ta chắc chắn đóng hòm sớm hai tứ hoàng chỉ huy hai băng liên thủ với nhau thì không thấy lực nào trên thế giới này cả nổi tobiropo đã bại trận Okanban sắp tới sẽ nối gót, đó sẽ là lúc bằng Big Mom tham chiến. Cuối cùng là các nhân tố bí ẩn, ví dụ người lạ mặt đã cứu chữa cho nhóm Six sao. Chắc chắn đây là đồng minh, nhưng tại sao lại phải giấu mình đi như thế? Càng những nhân vật kiểu này lại càng quan trọng trong cốt truyện mà Oda xây dựng. Rồi còn cả con cáo Onimaru, nó là người đang giữ thanh Sushi. Ông thợ rèn Hitetsu vẫn cầm thanh Ameno Habakiri. Phải chăng họ nên giao lại hai thanh kiếm đó cho Zoro và Momonosuke? Đây là những thứ sẽ có câu trả lời trong hồi 4 cực kỳ hấp dẫn ở phía trước và hiển nhiên là sẽ có một chút hồi tưởng của Kaido Bách Thú. Nếu thấy hay, anh em hãy ấn like, subscribe để ủng hộ cho hồ sơ One Piece. Xin chào và hẹn gặp lại!